đồng xuống rồi. Còn hơn 1.000 nữa. Dĩ nhiên ta hơn 1.000 nữa. Còn hơn 1.000 nữa đấy. Còn 1 phút rồi. Còn 1 phút rồi đấy. Còn 1 phút rồi đấy. Còn 1.000 một cây số đó. Đứa rẻ mà. Gà la thảy 13.000 10 ga. À, 13.000 10 ga, mỗi ga là 1.000 ga. Bây giờ bên người Anh Quốc ở Ấn Độ này bây giờ người ta thích cái cây to hay cây cổ thụ này, có bóng cổ khí này. Người ta sẽ làm sản xuất cổ thụ này là kinh khủng. Ở đâu mà có cây cổ thụ mà sống hết. Chúng ta là thành cái gì bản bản. Thì chẳng hơn. Nhắc ra là thành La Thành rồi mình là đây là khách hàng rồi. Thế đi lên chợ một ngày được, lúc thì được nhưng mà lúc ở trên đấy nha, nó bảo không có ai này. Nếu mà bắt lại thì đấy vừa lên nơi nó bảo về nội bộ đấy nhá. Cái đấy là quay nó thế không được. Thế còn bảo cái để quay lên chơi thì bên để quay chụp thì nó bảo coi tháng được nhưng mà nếu bảo lên mày ở đây phải ở đây luôn là nó bảo nha, ông về luôn là con này luôn. Ở một phố nào? Đây là ông nào con thằng? Cái gì? Đây. Tôi đang nói được, ví dụ như mà người nó biết dừng bảo mày phải ở đây, mà nó bảo con theo ông phải luôn. Còn đây là nếu mà con theo mày ở đây, thì nó gặp người này là mày sẽ gặp kéo ở những lưu vực. Tôi mừng trời nhé. Hôm nay đến chơi nhà, năm người mà nó bảo giả lấy ở cái gì thì là cái gì. Nó bảo mày phải ở đây. Hết kìa. Không qua là con đây luôn. Không qua. Cái chỗ này, cái chỗ. Mày cười lên chỗ lúc rồi trốn ngay lên để trải nghiệm tí là lên máy nó sẵn sàng nó biết ở nơi này là cái gì này mày ở đây đi ở đây nó phải cái là nhà chỗ nào nhỉ? Tôi nhà chỗ có ngựa ấy à bên có ngựa rồi chỗ gần chợ không gần chợ chỗ khu đỗ 10 ngày xưa đi mày biết là tập thể đỗ 10 ấy có cái thằng Dũng ngày xưa nó ở cầu gọi là chó nhưng mà con không thì lại học trước mình khóa có Dũng nào đó ngay đầu cầu có người là thằng Dũng Kiêu á đúng không Kiêu nó ngay cổng chợ nó là lớp B đó không khóa không có Dũng nào cả. Nếu mà khóa mình là không có không trước mình mà khóa không có ở đấy không có đang đi học giao thông thì nó học thủy lợi xuống đây gặp nhau Dũng Nhâm à Dũng Nhâm đúng rồi đúng Dũng Nhâm rồi nói là ở chỗ sau ba năm chết rồi cái vụ gì anh đây anh trai của con à đúng rồi đúng chào anh nhé thì anh nhớ em gặp lại nhá các bạn nhá. Đấy là trên một chuyến tàu cao tốc Hà Đông Cát Ninh trở về thủ đô Hà Nội. Miền Nam làm xong nó là nghiện như là ít rồi. Xong thì nói thì lợi là bóng được, bóng được.